Chào các bác, chào các anh chị. Nay em giới thiệu mọi người một cái cây Dendrobium Rainbow. Cái cây này là cây chúng ta gọi là cây cầu vồng, Dendro cầu vồng. Nó thuộc dòng Dendro xuân và nở vào mùa xuân. Đây là một cái cây mà trồng thuần tại Hà Nội. Nó rất là dễ trồng và dễ ra hoa. Thì hôm nay em giới thiệu cho các anh chị để các anh chị cùng tìm hiểu và tham khảo thêm một cái cây Dendro cây cầu vồng này. Đấy, cái Rainbow thì dịch ra là như vậy. Thì mọi người cũng hay gọi là cái cây cầu vồng. Cây này nó là một trong những cây Dendro màu tím hồng, cũng rất là đẹp. Và mắt của nó là mắt xước. Đấy, như chúng ta hay gọi phi điệp á, nó là mắt xước, nhưng thực ra cái mắt cũng, môi hoa của nó đây, anh chị nhìn kỹ này, nó cũng tia rất là đẹp đúng không ạ? Rất rõ ràng, nét. Đấy, thì cái cây Rainbow này thì nó gọi thuần Việt thì nó, mọi người hay gọi là cây đen cầu vồng. Đen cầu vồng là cái cây này. Thì nó thuộc dòng đen xuân. Và chúng ta chăm sóc cái cây này và mọi thứ thì nó giống cái đen xuân. Mà cái đen xuân thì nó có cấu trúc với kiểu chăm với các thứ là rất là giống với cây đùi gà. Đùi gà của Việt Nam, đùi gà hay hoặc là xoắn, cấu trúc chăm sóc nó cũng rất là giống nhau. Mấy cây này chăm sóc rất giống nhau. Bởi vì những cái cây mà chăm sóc xem nhau ấy và nó nở mùa xem nhau ấy, thường thì nó được lai tạo từ một cái cây gốc rừng mà ra. Cái cây này nó là cây Rainbow, là cái cây công nghiệp anh chị nhá. Nó là một cây rất là đẹp, thân lá nó giống cái đen xuân thôi. Thì em cũng có giới thiệu tất cả những cái loại lan chi tiết về từ cây lan bình thường đến cây lan đột biến trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, anh chị có thể xem thêm những video trên đó để biết thêm thông tin về các loại lan cũng như là cách trồng, cách chăm sóc ở trên kênh YouTube Thiên Đàng Ngàn Hoa. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hôm nay em giới thiệu và vào chi tiết luôn cái cây Rainbow này, cái cây cầu vồng, đen xuân cầu vồng anh chị nhá, gọi là đen xuân cầu vồng. Cây này thì là nó có cấu trúc thân lá là giống cây đen xuân, nhưng mà cây đen xuân nhỏ ấy, anh chị nhá. Cái này thì thân lá của nó đây, vào mầm của nó anh chị nhá, mầm của nó xanh sạch, anh chị thấy không ạ? Mầm của nó xanh sạch, mầm nó xanh sạch y như là những cái cây trắng hay năm cây trắng đúng không ạ? Đấy, mầm của nó xanh sạch, da mầm xanh sạch. Và khi lên thân già của nó, thân già của nó khi nó phát triển, thân già này, thân của nó khi mà nó phát triển hết ấy, nó cũng xanh sạch đúng không ạ? Nó không bị ám tí nào cả, nó không bị ám chấm tím hay là cái gì cả, nó vẫn là thân xanh sạch, thân lá xanh sạch, không bị chấm tím, không bị chấm tím. Này, thân ra hoa là ngay bên cạnh này. Nó cũng có cây rụng lá, cây không rụng lá. Kích thước của cái cây này ấy, của cái cây cầu vồng này ấy, thì nó khoảng từ 20 đến dài tối đa chắc khoảng 40. Bởi vì như cái cây hiện tại trước mặt em đang quay đây thì nó rơi khoảng tầm 35. Thì tối đa của nó khoảng 40, bởi vì trong miền Nam khí hậu tốt thì trồng nó sẽ ok hơn. Nhưng ngoài Bắc thì trồng nó khó hơn. Ngoài Bắc thì trồng nó không thể đạt được, không thể đạt bằng trong miền Nam được. Bởi vì thời tiết khí hậu ngoài này nó khác, khác với trong đấy. Tức là trong Lâm Đồng ấy, trồng mấy cái dòng đen xuân này rất là tốt. Thì cây đen xuân cầu vồng này thì nó cũng là một trong dạng đen xuân. Cây nó cao khoảng tối đa là 40. Đấy, như cây trước mặt đây là khoảng 30. Thì khoảng ngắn hơn cũng có. Đấy. Còn thân của nó thì to khoảng từ 0,5 đến 1cm. Thế là kích thước thân ấy, có thể là đến 1,5cm hoặc có thể là 2cm, bởi vì khi mà anh chị nuôi trồng tốt hoặc là nuôi trồng ở vùng miền miền trong ấy, miền Lâm Đồng, miền Nam, đại loại miền Nam thì thân nó sẽ mập hơn và to hơn rất là nhiều. Nhưng còn đây thì ở ngoài Bắc thì nuôi trồng nó chỉ được tầm độ 1 đến 1,5 thôi. Đấy, còn 2cm thì chắc vào miền trong đấy thì chăm sóc nó mới tốt được. Bởi vì trong đấy khí hậu nó tốt hơn và cái điều kiện chăm sóc nó tốt hơn thì cây nó sẽ to phát triển hơn. Còn ngoài Bắc như Hà Nội em thì khí hậu nó khó hơn và khí hậu nó khắc nghiệt hơn thì chăm sóc nó chỉ được như này thôi. Tiếp theo đến cái dáng lá của nó. Dáng lá thì em sẽ quay lên cái ngọn này. Ngọn này là dễ nhìn nhận nhất. Thân của nó xanh sạch rồi anh chị nhé. Thân nó xanh sạch và có cước trắng như là những cái cây có sọc trắng đấy, anh chị nhìn thấy không? Cây này lá của nó to khoảng từ 2,5 đến 4cm và dài khoảng từ 5
đến 10 cm. Như cái lá đây trung bình mà anh chị đang nhìn thấy nó rơi khoảng tầm 8 cm. Nó có những cái lá nhỏ gần gốc thì nó sẽ nhỏ, và những cái lá ở giữa thì nó sẽ to nhất, to nhất khoảng tầm 8 đến 10 cm. Đấy, đấy là cái dáng lá của nó, mặt lá của nó. Còn mặt lá của nó thì đây, nó như như này thì cũng không có gì là quá khó cả. Cái này thì như anh chị nhìn thấy đây thì là nhận biết bằng thân lá, nhìn thân lá nó cũng có thể tương đối nhận ra một số phần, bởi vì thân lá của nó khá là đặc biệt. Thân lá nó, anh chị biết cái thạch hộc, nó khá là giống cái thạch hộc, nó rất là mập, có nghĩa là căng mọng nước. Đấy, căng mọng, thân nó rất là căng mọng và trông nó cũng rất là dễ nhận ra thôi. Thân lá thẳng phẳng, không có gì đặc trưng cả, nhưng nó có đặc trưng là rất là thân nhỏ và mọng nước. Đấy, thân nhỏ và mọng nước, mọng nước hơn là các loại hoàng thảo khác rất là nhiều. Đấy, tiếp theo thì em nói đến cái mùa hoa nở của nó. Mùa hoa nở thì nở vào mùa xuân, bởi vì nó là dòng đen xuân thì nó nở tất cả là đều vào là vào mùa xuân hết. Thì vào mùa xuân thì cái này, cây cầu vồng này thì nó cũng như là cái những cái cây khác thôi, thì nó cũng rất là dễ hoa. Hoa của nó thì thường sẽ hoa ra hoa từ những cái thân từ năm trước anh chị nhá. Chứ năm vừa rồi lớn thì nó không ra hoa đâu. Đấy. Thì có nghĩa là cái chu trình phát triển của nó và cái kiểu ra hoa ấy, thì có nghĩa là năm ngoái lên mầm. Có nghĩa là như cái mầm này này. Đây này, như cái mầm nhỏ tay em đang chạm này. Đấy, thì phải sang năm nó mới có hoa. À đâu, sang năm không hoa được mà sang năm nữa. Đây anh chị cứ nhìn cái chu kỳ phát triển của cái thân năm vừa rồi này. Thân năm vừa rồi này là không có hoa. Đấy, nhưng mà thân năm trước của nó thì lại là hoa đây. Đấy, thân từ năm kia thì đang hoa đây. Thì nó liền từ một gốc ra. Đấy, thì cái dòng đen xuân này thì thực ra ấy, thì cái thân này nó cũng có thể có hoa được. Nhưng có nghĩa là mình nuôi mát, nên là đại loại là mình nuôi theo cái kiểu mình không cắt nước ấy. Chứ không hẳn là mát, mình nuôi không cắt nước thì nó sẽ không hoa. Còn thường mình cắt nước thì nó sẽ ra hoa. Và những cái thân này sang năm nó ra hoa, và những cái thân đằng trong này nó vẫn có thể ra hoa được anh chị nhé. Riêng dòng đen xuân này nó là dòng đen xuân thì nó đều là như vậy. Có nghĩa là thân năm kia nó cũng có thể ra hoa được tiếp. Ví dụ như những cái thân này này. Đấy, thân nó vừa ra kỳ vừa ra hoa này. Đấy, có nghĩa là ngày xưa nó đã từng ra hoa rồi. Đấy, nhưng có nghĩa là nó ra hoa năm nay nhưng không hẳn đã hết, sang năm nó lại ra hoa tiếp, không sao cả. Đây là như cái này, kỳ mọc trên cuống hoa này, kỳ tự nhiên mọc trên cuống hoa này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Kỳ tự nhiên mọc trên cuống hoa là chuyện bình thường, không có gì cả. Tất cả các loại lan là khi mà nó khỏe nó đều có thể lớn được như vậy hết. Đấy, năm ngoái ra hoa xong rồi lên kỳ, năm nay lên kỳ và nó lại ra hoa tiếp. Đấy, thì có nghĩa là trong cái phạm trù cây lan thì nó khỏe là nó sẽ lên kỳ lên mầm ở tất cả các mắt cây. Khi những cái vị trí mắt nào mà nó còn có thể phát triển được thì nó đều lớn được và đều có thể nảy kỳ, nảy rễ và phát triển thành một cây mới. Thì đấy là về chu trì bình quân có nghĩa là thường thấy của đen xuân. Ngoài cây cầu vồng này ra thì cái cây đen xuân khác nó cũng thế. Chăm sóc của cái cây đen xuân nói chung và cái cây cầu vồng này nói riêng một chút thì em nghĩ là nó xem nhau. Em nghĩ là nó xem nhau. Và mọi thứ thì em chăm sóc thì bộ giá thể nó cần phải thoát nước. Quan trọng nhất là thoát nước. Bộ giá thể của nó quan trọng nhất là phải thoát nước. Thoát nước thì ở đây thì cái giá thể thoát nước tốt nhất thì hiện giờ mọi người hay dùng đó chính là giấn cọng và vỏ thông. Vỏ thông thì mọi người hay gặp ở ngoài Bắc và giấn cọng hay gặp ở trong miền Nam, Lâm Đồng. Về cơ bản thì bởi vì ở đâu mà gần khu vực nào mà giá thể rẻ hơn thì người ta sẽ sử dụng loại giá thể đó. Ví dụ trong Lâm Đồng có thể là sẽ có nhiều hơn cái vấn đề là giỡn cọng các thứ, nhưng ở ngoài Bắc này vỏ thông lại nhiều hơn. Đại loại là chúng ta nên sử dụng một cái loại giá thể thoát nước tốt để cho cái cây này là không bị úng là được, và treo ra cái vị trí nào nó tương đối thoáng gió để cho cái cây nó hấp thụ gió tốt hơn. Bởi vì cây này nó không hẳn là nó là một cây ựa, bởi vì cái dòng hoàng thảo này thì các anh chị cứ trồng theo ở cái khu vực nào mà nó tương đối mát một chút. À, tương đối gọi là thoáng gió ấy, chứ không phải là mát, em xin lỗi. Gọi là thoáng gió khô. Đấy, thoáng gió một tí thì độ ẩm nó ưa ẩm, nhưng mà phải thoáng gió thì nó mới phát triển được. Bởi còn nếu mà bí gió thì nó rất là dễ bị hỏng. Bí gió thì anh chị chỉ phù hợp cho những cái dòng dáng hương như là đai châu, quế, thảo mộc, sắc cáo, sóc trồn các thứ thôi. Bởi vì những cái loại đấy thì nó ưa ẩm, bởi vì nó đỡ rụng lá gốc. Còn những cái loại này thì sớm một đằng nào nó cũng rụng lá mà. Thế nên là anh chị cứ treo nó ra rễ ngoài vườn để cho nó được phát triển tốt hơn, bởi vì ở ngoài đấy là nó đủ nắng đủ gió, nó phát triển tốt hơn và nó sẽ ra nhiều hoa hơn. Thì các anh chị có thể chăm sóc nó rất là đơn giản thôi. Nếu cần liên hệ thì có thể liên hệ bên em tư vấn ở bên Thiên Đường Ngàn Hoa. Và những cái chăm sóc hay là trồng cây tại Hà Nội, anh chị có thể liên hệ. Ok.
cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những video sau với những cái cây hoa lan khác giới thiệu đến các anh chị, để các anh chị có thể tham khảo thêm và tìm hiểu và sưu tầm thêm những cái giống lan để cho vườn lan thì mình trở nên phong phú hơn, để quanh năm có thể nở hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.